IC xe máy điện 133S cách thay thế IC bo đa năng 500W. Bài viết này mong rằng sẽ giúp bạn sửa chữa bệnh hỏng khiển 133S đơn giản hơn. Để biết chính xác xe bị bệnh gì chúng ta lấy tay quay bánh phía sau, nếu nặng và chậm thì nghi là hỏng khiển. Hoặc chập pha, 3 giây pha từ động cơ ra, cách thay thế IC bo đa năng 500W nhanh, chậm của xe máy điện 133S. IC bo đa năng 500W nhanh, chậm, cách sửa, tháo ra để kiểm ra, tách rời 3 giây pha ở động cơ và khiển ra. Nếu bánh nặng thì hỏng khiển, cách thay khiển, không cần thay khiển chính hãng nữa, mà thay khiển đa năng. Khiển giải rộng 48 đến 50V, khiển rộng dùng cho 4 bình đến 5 bình. Lắp khiển đa năng vào xe máy điện 133S. Lắp nguồn âm, nguồn dương để điện bình vào và lên ổ khóa. Gọi tắt là cầu nối, với khiển khác cần phải cần phải nối đúng màu. Nhưng với khiển đa năng này không cần nối đúng màu vì có dây đảo chiều và chuyển tín hiệu khi chuyển tín hiệu được xe sẽ đi rất êm và không bị giật nữa. Tay ga của khiển đa năng gồm 3 đây đi cùng một rác gồm màu xanh lá, đỏ, đen, sau đó đảo theo đúng chiều, công tơ mét, đồng hồ điện tử, màu tím. Tốt nhất nên hàn sẽ tốt cho xe hơn. Ngắt phanh, nhanh, chậm, gồm hai dây màu tím, sau đó đấu vào phía trên là được. Khi nối xong nên kiểm tra lại một lần nữa. Lưu ý, không cho nguồn âm và nguồn dương chạm vào với nhau, nếu chạm vào với nhau sẽ nổ và hỏng khiển. Nếu các bạn đang quan tâm đến IC xe máy điện 133S và muốn nghe tư vấn cụ thể hơn quý khách vui lòng liên hệ hotline 0796 428 555 hoặc trang web bi gạch ngang bay com nhé. Đường link fanpage Facebook và thông tin liên hệ mình để ở dưới link phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh channel của xe điện bi để chúng mình có động lực ra thêm những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.